Tỷ phú Warren Buffett, top 10 thứ khiến bạn ngày càng nghèo trong năm 2024. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã từng chia sẻ rằng, hãy sống trong khả năng của mình, đừng tiêu tiền mình không có và đừng tiêu tiền vào những thứ bạn không cần. Tỷ phú Warren Buffett nổi tiếng với lối sống tiết kiệm. Ông sống trong một ngôi nhà giản dị, lái một chiếc ô tô cũ và thích ăn đồ ăn nhanh. Song, ông còn được mệnh danh là nhà tiên tri xứ Omaha vì đã chỉ ra 10 thứ sẽ đốt tiền của những người thu nhập thấp và trung bình trong năm 2024. Nhưng nếu có kế hoạch chỉn chu, họ có thể tránh được những cạm bẫy tài chính này và chuẩn bị cho một năm 2024 giàu có hơn. Nhà ở. Nếu ai có ý định mua nhà vào năm 2024, hãy nhớ đến lời khuyên của Warren Buffett. Ông từng nói rằng chi phí sinh hoạt không thể hiện được chất lượng cuộc sống. Mọi người chưa chắc đã sống tốt hơn nếu có 8 căn nhà và một chiếc du thuyền. Căn nhà hiện tại của Warren Buffett đã được mua cách đây 55 năm với giá 31.500 đô la Mỹ. Hiện tại dù sở hữu hàng tỷ đô la Mỹ, Buffett vẫn chưa có ý định chuyển đi nơi khác. Vì căn nhà đáp ứng mọi nhu cầu của ông và chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp. Ông gợi ý cho mọi người tự đặt câu hỏi rằng nếu căn nhà hiện tại đáp ứng được nhu cầu và mang lại sự hài lòng, liệu bạn có thực sự cần một ngôi nhà lớn hơn, đắt tiền hơn không? Xe mới. Tỷ phú Warren Buffett đã lái chiếc Cadillac DTS đời 2006 cho đến năm 2014. Sau đó, ông mua một chiếc Cadillac XTS không hơn không kém. Buffett cho biết rằng ông sẽ dành cùng lắm là nửa ngày cho việc mua ô tô. Nếu chiếc xe cũ vẫn hoạt động tốt, thì ông khuyên hãy để tiền vào việc nào sinh lời nhiều hơn. Ăn nhà hàng. Không có gì bất ngờ khi việc đi ăn ở bên ngoài tiêu tốn nhiều tiền. Trang Go Banking Grace gần đây ghi nhận rằng một bữa bít tết tại nhà còn rẻ hơn cả một bữa ăn nhanh ngoài tiệm. Vì thế, nếu muốn tiết kiệm thì Buffett khuyên mọi người nên dành thời gian cho những bữa ăn tại nhà. Chi tiêu thẻ tín dụng. Theo nhiều nguồn tin, Warren Buffett sử dụng tiền mặt ở mọi nơi. Trong báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway năm 2014, Buffett lưu ý khi các hóa đơn đến hạn, chỉ có tiền mặt là đồng tiền pháp định, đừng rời khỏi nhà mà không có nó. Việc mua sắm bằng thẻ tín dụng có thể khiến người dùng gặp rắc rối về tài chính vì mọi người rất dễ quên số tiền mình đã chi tiêu. Theo The Motley Fool, Buffett từng nói trong một thông cáo báo chí, lãi suất thẻ tín dụng rất cao. Đôi khi chúng là 18%, đôi khi chúng là 20%. Nếu tôi vay tiền với lãi suất 18% hoặc 20%, tôi sẽ phá sản. Cờ bạc. Đánh cược vào đỏ đen luôn có sức hấp dẫn vì mọi người có cơ hội thắng hàng triệu đô la Mỹ chỉ trong vài phút. Nhưng phương pháp đầu tư của Warren Buffett dạy các nhà đầu tư rằng thành công nằm ở việc đưa ra những quyết định sáng suốt và cẩn trọng. Đầu tư rủi ro. Tỷ phú Buffett đã từng nói, rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. Đừng bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không hiểu rõ. Vì thế, trước khi xuống tiền, nhà đầu tư cần nghiên cứu doanh nghiệp đó và không ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cố vấn tài chính nếu là nhà đầu tư mới. Chạy theo xu thế. Theo Investor Weekly, Warren Buffett đã dùng điện thoại nắp gập cho đến tận năm 2020. Sau nhiều năm ông mới mua một chiếc iPhone. Vì thế trước khi mua sắm, hãy quyết định xem các thiết bị hoặc công cụ hiện tại có còn đáp ứng được nhu cầu bản thân hay không. Sản phẩm chất lượng thấp. Mặc dù Warren Buffett không cần chiếc ô tô hay điện thoại mới nhất hoặc tốt nhất, ông ấy vẫn cần những sản phẩm chất lượng và lâu bền. Cho dù là bít tất hay cổ phiếu, tôi thích mua hàng hóa chất lượng khi nó được giảm giá, ông chia sẻ. Mua hàng lãng phí. Theo Investor Weekly, Buffett từng nói, nếu bạn mua những thứ bạn không cần, chẳng bao lâu bạn sẽ phải bán những thứ bạn cần. Nếu có nhiều tiền mặt, hãy cân nhắc việc tiết kiệm hoặc đầu tư vào một cổ phiếu có giá trị cao, thay vì chất đầy đổ đạc trong nhà. Đăng ký dịch vụ mà không sử dụng. Một cuộc khảo sát của Fox Home gần đây đã tiết lộ rằng 47% người Mỹ trả tiền cho các dịch vụ phát trực tuyến mà họ không sử dụng. Nhiều người cũng đăng ký gói tập thể dục nhưng không sử dụng chúng. Những khoản tiền này có thể trở thành những cái bẫy tài chính đối với nhiều người. Khi bước sang năm 2024, đây là thời điểm thích hợp để đánh giá ngân sách và cắt giảm mọi chi phí không cần thiết. Ngoài ra, một lời khuyên chưa bao giờ cũ của Warren Buffett, hãy sống trong khả năng của mình, đừng tiêu tiền mình không có và đừng tiêu tiền vào những thứ bạn không cần. Tất nhiên đôi khi bạn vẫn có thể tự thưởng cho bản thân, nhưng hãy đảm bảo việc mua sắm phù hợp với mục tiêu tài chính và nâng cao được chất lượng cuộc sống về lâu dài.